xuất phát ở khu vực màu đỏ đó chính là đội Newtech 61 đến từ ngành công nghệ hạt nhân. Xuất phát ở khu vực màu xanh đó chính là đội KS5, các học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành và trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, giỏ 3 điểm của cả hai đội đã được mở ra. Và có một đội đáng tiếc. Ô, đội màu xanh đã chạm vào. Vâng, rối rồi đó. Của đội đỏ sau lần ghi trai đầu tiên vẫn chưa hoạt động. Khổ đội xanh như thế. Và chúng ta hãy xem là robot bằng tay của đội xanh và đội đỏ, đội nào sẽ ghi được vào giỏ 3 điểm trước. Gần quá à? Vô bắt tay của đội đỏ. Tay nắm vào giỏ 3 điểm. Liệu có được điểm hay không? Rất đáng tiếc, bóng vẫn chưa rơi xuống. Vâng, cả hai bóng luôn. Cả hai bóng là 6 điểm đúng không? Và 9 điểm tiếp tục. Như vậy là hiện tại thì đội đỏ của ta đã tạm dẫn trước với 1 điểm. Vâng, đấu giành chúng ta đang nhắm vào giỏ 3 điểm. Lưu ý là giỏ 10 điểm của đấu giành vẫn chưa được mở ra bởi vì do thành viên của đấu giành cũng đánh chặt vào 5 điểm. Vâng, 3 điểm tiếp theo cho đội đỏ. Rất xuất sắc. Vâng, dường như bóng ở bên đội đỏ có vẻ hơi rớt. Không sao, chúng ta sẽ lấy trên tiếp theo bóng.